bữa nay 19 tháng 12 mà đã đông như vậy rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tới Noel còn tới 19 rồi, còn mấy ngày nữa, 5 ngày nữa mà đã đông người rồi, người rất là đông. Ở đây là sớm đạo Bình Thuận, mời các bạn qua đường theo mình tham quan cái hang đá này rất là đẹp. Noel đã rất là cái bàn đó ở quận 8.
chính là giáo xứ Bình An, nhà thờ Bình An ở quận 8. Mới có 19-12 thôi, rất là đông. Tới 23-24 chắc là ra không nổi luôn quá. Để coi bữa đó nếu mà ra được thì sẽ ra đây. Trong nhà thờ Bình An bên trên nhà thờ Bình An rất là nhiều cái hoạt cảnh về Chúa Hài Đồng Giáng Sinh và rất là nhiều người chụp hình. Hát nước giả đông quá, còn mấy ngày nữa tới Noel mà quá đông vui.
quá đi nè. Behind the scene. Tới Noel mà đã đông như vậy rồi.